Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. U19 nước Việt Nam là những người lấy bóng trước và sẽ vào với khung thành bên phía trái. Cũng giống như hai trận đấu trước, chúng ta đều ở phía bên trái. Đường truyền đầu tiên mất bóng rồi. Người đang dẫn bóng là đội trưởng của U19 nước Jordan, cầu thủ áo số 17 Riyad Al-Faizi. Trước trận đấu này thì U19 nước Việt Nam đang tạm xếp trên đối thủ nhờ vào việc hơn chỉ số phụ. Sau đó thì cả Việt Nam và Jordan đều đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1. Tuy nhiên thì ở trận đấu với Malaysia thì trong khi Jordan thắng 8-0, chúng ta thắng với tỷ số 11-0 và nhiều hơn đối thủ 3 bàn về mặt hiệu số. Vì vậy ngày hôm nay chỉ cần một kết quả hòa, U19 nước Việt Nam sẽ giành được ngôi đầu. Vâng, xin thông báo lại với các bạn là đây là trận đấu cho đội U19 nữ chứ không phải là nam. Giải U19 vô địch châu Á của nam thì đang diễn ra ở Indonesia và được đội tuyển trên VTV6. Còn giải mà các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của tôi là giải thứ nhất của U19 châu Á, duy nhất ở trên kênh YouTube này. Đây là pha bóng của Tuyết Ngân rất khéo, có một quả phạt góc. Giải đấu này được công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế mới Next Media, đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phối hợp thực hiện với ekip sản xuất truyền hình, góp phần quảng bá và truyền thông cho giải đấu cũng như đem đến cho quý vị cái nhìn mới mẻ và có cơ hội để ủng hộ cho các cô gái tham dự giải đấu của chúng ta. Quả đánh đầu rất nguy hiểm. Những cơ hội đã bắt đầu đến với U19 nữ Việt Nam. Với dứt điểm lại là Tuyết Ngân, cái tên quen thuộc. Cú sút ở một vị trí không ai kèm của Tuyết Ngân nhưng bóng lại đi vào sáng ngang. Đã có lỗi. Đường truyền hơi khó của Lan Anh cho đồng đội. Tiếp tục là Tuyết Ngân. Rồi! Người ghi bàn vẫn là cái tên quen thuộc Tuyết Ngân. Một pha tỉ đè ấn tượng. Sau đó là một tình huống dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn bên phía U19 nước Jordan và tấm thất thường đến ở ngay phút thứ 5. Một pha bóng mà có thể nói là hậu vệ bên phía Jordan cũng đã có phần chủ quan. Hai cầu thủ nhưng không có người vào bọc lót cho hậu vệ cuối cùng đeo bám với Tuyết Ngân. Thể hình thua kém, có thể thấy số 2 vừa rồi đã không vào bọc lót kịp, trong khi cầu thủ hậu vệ số 5 Masajiat tỏ ra yếu thế hơn so với Tuyết Ngân dù sở hữu thể hình vượt trội. Yeah.
tấn công nữa. Một chuyền hơi khó hiểu của số 19 Cù Thị Huỳnh Như. Với việc U19 nước Việt Nam có bàn dẫn thì trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Đối thủ Jordan sẽ buộc phải dâng lên tấn công. Một cơ hội nữa dành cho U19 nước Việt Nam. Người đang có bóng là Thu Xuân, áo số 14. Đây là Tú Anh. Tiếp tục là Tuyên Ngân, rất khéo, có thể dứt điểm. Tỷ số là 2-0 rồi, quá đẹp lắm. Vẫn là Tuyên Ngân, một tình huống qua người và dứt điểm chéo góc. Thủ môn bên phía trên đứng Long An đã rất nỗ lực, không thể chặn tay vào bóng. Đã bất ngờ cái U19 nữ Việt Nam, nó có 2 bàn thắng chỉ trong 7 phút bóng lăn. Có thể thấy là với việc U19 nước Jordan buộc phải thắng đã khiến họ đẩy cao đội hình. Và khi không phải đối mặt với một hàng phòng ngự lùi sâu và cầu thủ thì U19 nước Việt Nam thi đấu rất phóng khoáng. Và những cơ hội đã được Tuyết Ngân tận dụng một cách tối đa, không giống như những tình huống bỏ lỡ ở trận gặp Malaysia trong ngày ra quân. Cắt bóng tốt của Tú Anh. Đây là Vũ Thị Hoa, một cơ hội phản công. Tuyết Ngân đã bị chặn rồi, nhưng trọng tài lại xác định đó là một tình huống đá phạt lên dành cho Jordan. Ở trận ra quân thì huấn luyện viên Mã Đức Trung đã bố trí người đá cặp đứng giữa với Huỳnh Như là Hải Linh, cũng là một cầu thủ có thiên hướng thi đấu sáng tạo và cầm bóng, phân phối bóng cho đồng đội. Do vậy thì Huỳnh Như cùng với Hải Linh thi đấu khá giáp sân nhau. Một tình huống xuống biên của Tuyết Ngân sẽ có một quả phạt góc. Mặc dù vậy thì ở trận đấu trước khi Tú Anh được đưa vào sân, có thể thấy là khả năng càn quét ở tuyến giữa với phong cách thi đấu khá mạnh mẽ đã giúp Tú Anh làm chủ được tuyến giữa và giúp Huỳnh Như có nhiều đất diễn hơn ở phía trên. Có thể coi Tú Anh là một tiền vệ đánh chặn vô cùng hiệu quả. Đường chuyền của Thu Thìn. Rất đáng tiếc, nhưng vẫn có tiếng còi Việt vị vang lên. Một tình huống bóng lập bập bật ra đúng vị trí của Tuyết Ngân, nhưng trọng tài xác định tiền đạo áo số 18 đã rơi vào thế Việt vị từ trước đó. Đấy là hai trung vệ của U19 nước Việt Nam đang thi đấu rất đơn giản và bóng ngay khi có thể. Một tình huống nguy hiểm 2-2. Nguy hiểm đã trôi qua. Hàng phòng ngự của U19 nước Việt Nam lùi về rất nhanh ngay sau khi mất bóng. Kể từ đầu trận thì
tối đa cũng chỉ có 3 cầu thủ áo trắng ở bên phía phần sân của U19 nữ Việt Nam. Sức ép là không quá lớn. Jordan vẫn đang thi đấu với thế trận phòng ngự phản công. Đường chuyền hơi nhẹ. Một tình huống phản công cho Jordan nhưng đã hỏng rồi. Đây là Thu Thìn. Quỳnh Như. Thu thường vẫn là như vậy, thi đấu rất đơn giản, có bóng ngay khi có thể. Mặc dù vậy thì theo đánh giá của chúng tôi, Thu thường vẫn là một mảnh ghép khá phù hợp với người đá cặp trung vệ với cô là Lan Anh. Trong khi Thu thường thì thi đấu đơn giản và quyết đoán mỗi khi cắt bóng, thì Lan Anh lại thi đấu có phần đầu óc hơn. Một cặp đôi trung vệ hoàn hảo luôn luôn cần những người như vậy. Rồi, chúng ta có thể thấy Lan Anh che chắn bóng rất tốt để cho thủ môn lao ra ôm bóng. Thi đấu rất thông minh. Và thậm chí thể hình của Lan Anh cũng khá tốt, không mảnh khảnh như người đá cặp Thu Thường. Bóng đến chân của Tuyết Ngân. Một đường mở cánh nhưng có vẻ như hơi nhẹ. Anh đang chơi cực hay, có thể thấy Tú Anh luôn là người đóng vai trò giành lại quyền kiểm soát bóng cho U19 nước Việt Nam trong những tình huống đối phương cầm bóng, tranh chấp rất quyết liệt. Đã có lỗi của Vũ Thị Hòa với một cầu thủ bên phía U19 Sóc Đan. Một tình huống hơi tham bóng từ phía sau. Người vừa bị phạm lỗi là cầu thủ áo số 18 Antos Mohamad. Một cú sút thẳng. Và quả bóng lên của Thu Thìn. Tuyết Ngân đỡ bóng tốt. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về cầu thủ áo trắng. Và ném biên hơi khó hiểu.
vẫn là những tình huống ném biên không cho ai có cầu thủ U19 nữa Jordan. Rất hay, đây là Vũ Thị Hoa. Tuyết Ngân đang chạy chỗ không có lối biệt vị. Vẫn đang là Tuyết Ngân, một đường chuyền lại đi. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang từ trước khi Tuyết Ngân thực hiện đường căng ngang. Từ quyết định đột phá thẳng sau một pha đá phạt góc của các cầu thủ nữ U19 Việt Nam, nhưng nó sẽ chỉ đem về một quả phạt góc nữa mà thôi. Bây giờ sẽ là một quả đá thẳng đánh đầu vào rồi, tỷ số là 3-0. Bóng lại tìm đến vị trí của Tuyết Ngân rất đơn giản, một cú hat trick cho đội trưởng áo số 18. Phải nói quả tạt bóng của Huỳnh Như mà áo số 19 là tuyệt vời. Rất đơn giản, sau 25 phút tỷ số đã là 3-0. Không phải như vậy, người tạt bóng là Thu Xuân số 14. Không ai kèm Tuyết Ngân trong tình huống này. Khác với quả phạt góc trước đó khi Tuyết Ngân đệm bóng lên trời thì lần này cô đã thành công với một cú đánh đầu cận thành và che chắn bóng tốt của Tuyết Ngân. Cơ hội dành cho Vũ Thị Hoa, không hề có lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Bóng đó rất tốt cho nhau của cầu thủ hậu vệ U19 nữ Việt Nam và một mình đội trưởng số 17 bên phía Jordan không thể nào tạo nên một tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành của thủ môn Ngọc Anh.
Như vậy hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. There will be 2 minutes of added time. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 2 phút. Vừa rồi thì tôi có thể nghe rõ trọng tài thứ tư đã yêu cầu ban huấn luyện của U19 nước Jordan cần phải giữ thái độ chuyên nghiệp và hạn chế những tình huống phản ứng quá khích. Những giây cuối cùng của hiệp 1. Vậy là hiệp 1 trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Jordan đã kết thúc với tỷ số tạm thời đang là 3-0 nghiêng về phía U19 nữ Việt Nam với một cú hat-trick của tiền đạo đội trưởng Tuyết Ngân. Những bàn thắng có sút xa, có sút gần và có cả đánh đầu. Một hiệp đấu hoàn hảo của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thử anh ơi. Người đứng trước bóng đang là số 14 Trần Thị Thu Xuân. Một cầu thủ có cái chân trái rất hay. Sẽ là một quả tạt vào trong. Thủ môn bên phía Jordan đã ra vào hợp lý. Hiệp 1. Chuyền hơi nhẹ. Vẫn là Tú Anh là người cướp lại bóng. Lần thứ hai bóng chạm trọng tài. Tuyết Ngân, tốc độ của Tuyết Ngân. Phía trong đang có Vũ Thị Hoa. Nhưng mà một góc như này thì sẽ khá khó để chuyển vào trong. Dứt điểm, không vào. Một tình huống căng ngang đã làm trôi hậu vệ đối phương của Tuyết Ngân. Nhưng cú sút của Vũ Thị Hoa lại trúng vào thủ thành của đối phương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này.
một tình huống quyết định đi bóng của Tuyết Ngân, sau đó là một đường căng ngang. Vũ Thị Hòa dứt điểm cũng tốt nhưng lại trúng vào thủ môn của Dốc Đàn. Rất khỏe. Như vậy là bóng đi ra bên ngoài. Không có, chưa, vẫn chưa có bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ áo đỏ. Một tình huống nguy hiểm, cơ hội dứt điểm. Bóng đi ra ngoài. Thủ môn Ngọc Anh của 19 nữ Việt Nam vừa rồi đã đứng chôn chân. Nhưng rất may cú sút của U19 nữ Dọc Đan đã không đi trúng khung thành. Những phút giây choạch choạc đã diễn ra ở hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng thứ tư. Chế bóng tốt. Cú sút chứ không phải đường chuyền. Đó là pha xử lý của cầu thủ vừa vào sân, Thanh Nhã số 15. Với thể lực tốt, Thanh Nhã đã chơi khá tự tin. Tiếp tục bóng được nhồi cho số 9 bên phía Jordan. Tình huống đập nhà 1-2 tốt. Một pha dốc thẳng vào trong của Thanh Nhã, đối mặt rồi, căng ngang. Gột khung thành đã bỏ trống, 4-0. Một pha phối hợp rất đẹp mắt, người ghi bàn là Vạn Sự. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cùng nhau tạo nên bàn thắng vừa rồi. Xuất phát từ tình huống đập nhà 1-2 giữa Vạn Sự cùng đội trưởng Tuyết Ngân. Sau đó là một đường căng ngang dọn cỗ của Thanh Nhã dành cho Vạn Sự. Và đi bóng rất tự tin và một đường truyền rất đồng đội. Vạn Sự cũng đã bình tĩnh, không chê bóng một nhịp trước khi đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Cầu thủ nữ Jordan đang pressing rất nhiệt tình. Có lẽ là họ cũng một tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Cầu thủ nữ Jordan đang thi đấu cực kỳ máu lửa nhưng có lẽ là đang trên mức cần thiết. Nhưng trước bóng đang là Tuyết Ngân. Ở trận đấu trước gặp Singapore thì Tuấn Ngân cũng đã có một cú đá phạt ở góc tương tự và đem đến một bàn thắng trực tiếp. Bóng đi vọt sang ngang. Chút nữa thì đã có bàn thắng thứ 5 cho U19 nữ Việt Nam. Cú sút rất tự tin. Chúng ta cùng xem lại. Bóng chỉ đi cao hơn sang ngang ngang tấc mà thôi. Tiếp tục là pha đi bóng của Thanh Nhã. Sẽ đem về một quả phạt góc. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Như vậy là sẽ có 3 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ 2. Thời gian bù giờ của trận đấu là 3 phút. Tuyết Ngân sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng trở lại đúng vị trí của Tuyết Ngân.
Như vậy xác định Tuyết Ngân đã việt vị trong tình huống vừa rồi. Có lẽ sau quả tạt của Tuyết Ngân thì người đánh đầu ra là một đồng đội. Tình huống tấn công nữa cho U19 nữ Việt Nam, nhưng Thanh Nhã đã hơi chủ quan và để một hậu vệ áo trắng chen từ phía sau lên cắt bóng. Quả bắt bóng lập bập của thủ môn Sóc Đan. Không có lỗi, trọng tài xác định trận đấu vẫn tiếp tục. Tình huống fair play của cầu thủ bên phía 19 nữ Việt Nam. Sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì tiền đạo số 9 Anvutus bên phía Jordan đã gặp bị đau. Nhiều khả năng thì sau khi trận đấu trở lại thì trọng tài cũng sẽ đổi còi kết thúc 90 phút thi đấu. Những tình huống khá hài hước của các cô gái trẻ U19 nữ Việt Nam. Nỗi buồn của U19 nữ Jordan, đây là cầu thủ mà số 18. Có lẽ là các cô gái áo trắng ngày hôm nay cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục với thất bại trước thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. U19 nữ Việt Nam đã thi đấu vượt trội và nổi bật hơn hẳn ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Có vẻ như tiền đạo số 9 đã gặp phải một chấn thương ở vai. Với chấn thương này thì tiền đạo số 9 cũng sẽ rời sân nhường chỗ cho cầu thủ số 16 Ansukua. Substitutions for Jordan. Player number 9, Yasin Muhammad Bush, replaced by player number 16, Sarajama Muhammad Al-Suko. Đội tuyển Jordan sẽ thay đổi cầu thủ. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với phần thắng 4-0 nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ba trận toàn thắng ở vòng loại bảng E, vòng loại thứ nhất U19 nữ châu Á 2019 đã giúp U19 nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng và giành vé vào vòng loại tiếp theo. Sau khi đó Jordan với 6 điểm sẽ đứng nhì bảng và đồng nghĩa với việc bị loại. Chỉ có duy nhất một suất dành cho đội đầu bảng đi tiếp. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai.